Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyên mục chém gió nhiếp ảnh của Alpha Crew. Trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách mà các bạn có thể áp dụng để xóa được cái phông nền những thứ đằng trước hoặc là đằng sau của bức ảnh của các bạn. Để xóa được phông nền của một bức ảnh thì các bạn phải chú ý tới một yếu tố gọi là depth of field. Tiếng Mỹ nó viết tắt là DOF, còn cái đó dịch ra tiếng Việt Nam mình gọi là độ sâu của trường ảnh. Nếu muốn xóa được phông nền hoặc là những cái đằng trước của cái chủ thể mà bạn chụp ảnh thì các bạn cần có một cái độ sâu của trường ảnh thật là hẹp để cho tất cả những cái gì ở đằng trước hoặc đằng sau nó sẽ bị mờ đi. Đây sẽ là máy ảnh của các bạn và cái tất cả những cái gì mà các bạn chụp trong này nó sẽ nằm trong cái trường ảnh của các bạn. Trường ảnh của các bạn nó có thể kéo dài từ ngay đây cho tới đây, đi hết khoảng cách này, hoặc là nó chỉ ngắn gọn một cái vùng nào đó thôi. Và khi mình muốn xóa phông, có nghĩa là bạn muốn chụp cái người này, thì cái độ sâu của trường ảnh của các bạn nó chỉ nên khoảng nằm ở khoảng trường này thôi. Khi đó thì cái độ sâu của cái trường ảnh của các bạn nó sẽ hẹp. DOF, depth of field, hay là tiếng Việt mình còn gọi là độ sâu của trường ảnh. Ở cái độ sâu trường ảnh hẹp này thì người mẫu hoặc là cái chủ thể các bạn muốn chụp sẽ rõ, còn tất cả những cái gì đằng trước hoặc đằng sau nó sẽ bị mờ đi. Có hai cách mà chúng ta có thể áp dụng để thu hẹp được cái độ sâu của trường ảnh. Đó là cách đầu tiên là các bạn có thể áp dụng khẩu độ. Các bạn có thể chỉnh máy qua chế độ AV là ưu tiên khẩu độ và hạ khẩu độ xuống một cái thông số nhỏ nhất mà máy các bạn có thể đạt tới. Thông thường thì các bạn sử dụng lens ống kính thường á, thì cái thông số khẩu độ các bạn chỉ có thể xuống tới 3.5 là lớn nhất. Và khi các bạn zoom lên thì nó sẽ nhảy lên 5.6, đó là những cái lens kit bình thường. Và nếu mà các bạn áp dụng cái cách này thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng những cái lens gọi là lens fix, tiếng Việt Nam mình gọi là ống fix. Thì những cái ống này thì nó chỉ có một tiêu cự thôi. Mình ví dụ là 50mm f1.8. Thì ở cái f1.8 này thì khẩu độ của nó, cái độ mở rất là lớn. Các bạn có thể lợi dụng cái vấn đề đó mà làm cho cái trường ảnh của mình nó thu hẹp lại. Okay. Bây giờ mình sẽ để máy ở khẩu độ 2.8 và mình sẽ chụp người mẫu. Cách thứ hai mà các bạn có thể áp dụng đó là sử dụng tiêu cự. Mình có thể sử dụng tiêu cự để làm cho cái trường ảnh của mình nó hẹp lại. Mình lấy ví dụ là các bạn có một cái ống kính mà có thể zoom ra được tới cái tầm tiêu cự là 300mm. Thì các bạn cứ zoom ra hết 300mm. Mình cũng nên giữ khẩu độ của mình ở một con số thấp thôi, cũng không nên cao lắm, để duy trì được cái độ sâu của trường ảnh. Và khi mà sử dụng cái cách này, cái cách thứ hai, thì các bạn nên lưu ý tới cái vấn đề là mình phải di chuyển làm sao để mình bố cục tấm hình của mình và duy trì được cái tầm tiêu cự là cao nhất. Bây giờ mình sẽ để máy ở khẩu độ là 5.6 và ISO sẽ là 800 để tốc độ nó được lẹ hơn một chút. Và mình sẽ tăng cái tiêu cự lên tối đa, có nghĩa là khoảng 135 tới 200. Các bạn cũng có thể áp dụng cùng lúc cả hai cách này. Thì khi mà các bạn tăng tầm tiêu cự lên và giảm thông số khẩu độ xuống thì phông nền của bức hình, thì cái trường ảnh của các bạn nó thật sự rất là hẹp. Thì nó chỉ làm cho người mẫu các bạn nhìn rõ thôi, còn tất cả những cái gì khác thì chắc nó mờ hết. Còn cái phong hình của các bạn nó cũng sẽ nát luôn. Bây giờ mình sẽ tối ưu hóa cái chuyện đó, có nghĩa là mình sẽ chụp ở cái tiêu cự là 200 và khẩu độ là 2.8. Các bạn sẽ coi tấm hình nó khác như thế nào. Đó là những cách rất là đơn giản mà các bạn có thể áp dụng để thu hẹp được cái trường ảnh của mình. Hoặc gọi đơn giản theo cái cách mà người ta vẫn thường gọi, đó là chụp hình và xóa phông, hạ thấp thông số khẩu độ, tăng tiêu cự, hoặc là cả hai. Như mọi khi, Facebook của mình sẽ ở dưới description. Và các bạn có ý kiến đóng góp có thể comment hoặc là gửi thẳng message cho mình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các bạn.